quyền hung hăng của Trung Cộng dẫn đến phán quyết ngày 12 tháng 7 của Tòa trọng tài thường trực quốc tế cho thấy sự thất bại ê chề của sách lược ngoại giao vô pháp vô thiên này. Mời quý thính giả đây đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Lê Phan với tựa đề Trung Cộng và ASEAN sau phán quyết sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc qua vụ kiện của Philippines chống lại Trung Cộng ở Biển Đông đã mang lại những làn chấn động mà dư âm sẽ còn tiếp tục rất lâu dài. Lời tuyên bố từ phòng xử huy hoàng của Tòa trọng tài đã làm thay đổi cục diện trong vùng, rút đi của Trung Cộng chút chính nghĩa cuối cùng và làm lộ rõ bộ mặt của một cường quốc ỷ mạnh bắt nạt yếu mà thế giới đã tưởng không còn thấy nữa cho đến khi ông Vladimir Putin của Nga lộ diện ở Ukraine. Ở trong nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lâu nay sử dụng chiến thuật đoàn kết của ông Mao để cô lập và rồi đánh bại bất cứ một nhóm nào có tiềm năng trở thành đối lập. Tuy chiến thuật này là chuyện thường tình trong chính trị nội bộ của Trung Cộng, nhưng nay Bắc Kinh khám phá ra là nó không có hiệu quả ở ngoại quốc. Hôm tháng rồi ở Côn Minh chẳng hạn, các vị khách tức giận chiến thuật trên của Bắc Kinh đã bác bỏ cái gọi là đồng thuận mà họ được trao cho và thảo một bản tuyên bố của riêng họ bày tỏ sự quan tâm về những phát triển trong vùng vốn đang làm xói mòn niềm tin và sự tín nhiệm một lối bóng gió để chỉ đến các hoạt động lấn biển trong các vùng bãi hay rạn san hô của quần đảo Trường Sa. Các nhà ngoại giao Trung Cộng đã phải cuống cuồng tìm cách đánh bại bản tuyên ngôn đối đầu này, sử dụng đến các đàn em trong khối ASEAN như Cambodia và Lào. Chưa hết, và còn đáng tức giận hơn nữa, các nhà ngoại giao ASEAN còn kể lại là họ bị viên Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Minh lên mặt dạy dỗ. Họ Lưu cũng là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề biên giới và lãnh hải. Một nhà ngoại giao đã có mặt trong phiên họp này nói với tờ Financial Times rằng người Trung Cộng đã đi quá xa và nó đã có ảnh hưởng ngược lại, có những cách lịch sử hơn để nói về những gì họ muốn nói, nhưng thay vì vậy, họ đã thẳng thừng bảo chúng ta đúng và các người sai. Ở nhiều khía cạnh, đây là một màn tái diễn của cuộc đụng độ giận dữ giữa ông Dương Khiết Trì, lúc đó là Ngoại trưởng Trung Cộng, và các vị Ngoại trưởng ASEAN ở Hà Nội hồi năm 2010. Ông Dương đã từng bị nêu lên bởi một câu nói, Trung Quốc là nước lớn và các ông là nước nhỏ, đó là một sự thật. Khá nhiều nguồn tin thân cận với chính phủ Hoa Kỳ nói, chính câu nói này đã khiến cho Tổng thống Barack Obama quyết định chuyển hướng quân sự sang vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Trong những năm gần đây, cố gắng rộng lớn của Trung Cộng trong việc lấn biển để xây dựng trên những bãi cạn đang còn bị tranh chấp, biến chúng thành những căn cứ quân sự tiềm tàng nằm ngay gần lãnh thổ của Philippines và Việt Nam, chỉ làm cho vùng này ngày càng sẵn sàng hơn trước việc Hoa Kỳ yêu cầu có sự hiện diện của họ trong vùng. Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã từng giải thích tình hình một cách tóm gọn như sau. Thái độ của chúng tôi là, ok, anh chiếm mấy hòn đá đó đi, chúng tôi sẽ chiếm toàn vùng. Hơn thế nữa, sự cố gắng của Trung Cộng để giành đồng minh ở xa hơn cũng có vẻ khá khó khăn. Cũng tháng vừa qua, một phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh tuyên bố, gần 60 quốc gia ủng hộ Trung Quốc về vấn đề biển Hoa Nam. So sánh với 7 hay là 8 quốc gia duy trì lập trường đối nghịch, tôi nghĩ con số đó đã chứng minh quá rõ ràng. Hôm thứ Tư tuần trước, Tân Hoa lại tường thuật là hơn 70 quốc gia và tổ chức quốc tế ủng hộ cái lập trường có chính nghĩa của Trung Quốc. Nhưng theo một số nhà ngoại giao quen thuộc với cố gắng vận động này, một số quốc gia đã tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy mình được dẫn lời là đã ủng hộ lập trường của Trung Cộng. Một nhân vật trong ngoại giao Âu Châu nói, Slovenia đã không hài lòng khi họ thấy tên mình trong danh sách mà truyền thông nhà nước phổ biến và chính thức yêu cầu rút tên ra. Tổ chức nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế gọi tắt là CSIS ở Washington thì nói, họ chỉ tìm được có 7 hay 8 quốc gia thực sự có tuyên bố ủng hộ Trung Cộng, trong đó có nước Vanuatu đều ở xa ngàn vạn dặm. Và không có quyền lợi gì trong vấn đề Biển Đông cả.
Tiến sĩ Bonnie Glaser của CSIS thì giải thích lề lối Trung Cộng hành xử về biển Nam Trung Hoa đã làm cho toàn vùng sáng mắt ra. Cố gắng của Trung Cộng để gây áp lực cho khối ASEAN đã lộ rõ cái quyền lợi của họ là tạo nên một ASEAN yếu và chia rẽ. Trung Cộng không cho phép một ASEAN đoàn kết, chỉ trích Trung Cộng. Những cố gắng của Trung Cộng cũng đã thành công một phần nào. Cho đến nay, ASEAN vẫn chưa có được một phản ứng chính thức về phán quyết của tòa trọng tài. Bà Glaser bảo là Trung Cộng sẽ dùng chính sách dọa nạt cùng với củ cà rốt kinh tế để khai thác các quốc gia nhỏ trong ASEAN như Cambodia và Lào. Bà Bonnie Glaser nói, nếu người Trung Hoa nghe phong thanh về bất cứ một tuyên bố nào của ASEAN thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để giết nó đi. Nhưng như tờ South China Morning Post, một tờ báo này chủ nhân là một tỷ phú người Hoa lục đã kết luận, các nhà phân tích kêu gọi nhà cầm quyền lục địa hãy tính lại lối chơi hung hăng hiện nay mà họ nói chỉ có hậu quả ngược lại, đã tạo nên một thâm thủng chiến lược cho Bắc Kinh trong việc đối xử với các nước láng giềng ở Đông Nam Á. Họ khuyến cáo là nếu Bắc Kinh có những biện pháp ngoại giao, kinh tế hay quân sự trả đũa cho phán quyết này thì nó chỉ lôi cuốn các quốc gia ASEAN xích lại gần hơn với đối thủ chiến lược của họ là Hoa Kỳ.